Chào các bạn, mình là Phương Tây Ca, rất vui được gặp lại các bạn. Các bạn đang theo dõi phần thứ 6 của cái series học vẽ SketchUp cơ bản. Hôm nay thì nội dung hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi dựng một cái mặt đứng kiến trúc. Ok, ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái phần mặt đứng kiến trúc mà chúng ta sẽ dùng để thực hành cái phần bài hôm nay. Thì ở đây mình đã xóa, đây mình có một cái phần các cái phần mặt bằng này và mặt đứng sơ bộ. Thì mình đã chuẩn bị và xóa những cái phần không cần thiết để chúng ta bắt đầu vào cái bài. Chúng ta dùng lệnh VK để chúng ta xuất cái phần cần add vào SketchUp ra một cái vị trí, giả sử như mình cho ra cái màn hình của mình. Ok, bây giờ các bạn import cái phần file CAD đó vào trong này làm cái nền để chúng ta thực hiện cái phần dựng cái phần kiến trúc này lên. Ok, bạn bấm import thì sau đó các bạn chọn cái phần file DWG. Ở trong phần option thì các bạn chỉnh cái phần tỷ lệ về mm như ban đầu chúng ta sử dụng cho SketchUp. Ok, bây giờ các bạn chọn cái phần file mà các bạn muốn add vào là mặt đứng đây. Chúng ta sẽ được một cái phần như thế này. Sau khi được một cái phần như thế này thì các bạn xem trong cái phần layer thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả các phần layer của SketchUp nó đã nhảy vào trong layer của CAD nó đã nhảy vào trong SketchUp nó như thế này. Chúng ta phải tiến hành chuyển tất cả các layer này về một layer mặc định để dễ dàng quản lý hơn. Ok, các bạn giữ Shift, các bạn chọn tất cả các phần layer mà các bạn muốn chuyển. Bạn nhấn vào dấu trừ ở đây thì nó sẽ hiện ra một cái bảng. Ở đây nó cho phép các bạn chuyển về content này, more content to Default Layer, nghĩa là layer mặc định, thì các bạn chuyển hết về layer mặc định. Nó chuyển về cái layer 0 đang hiện hành đây. Ok, vậy là cả cái phần nền này của bạn đã được chuyển về layer 0. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái layer mới để dễ dàng quản lý hơn. Các bạn cộng cho mình. Rồi các bạn đặt tên cho cái phần layer mới này. Giả sử như mình để nó là layer mặt đứng đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu qua cái phần chi tiết này. Đối với bản vẽ này thì chúng ta có 1 2 3 4 4 tầng và một tum. Thì 4 tầng một tum, nhưng đối với cái phần mặt bằng này thì chúng ta đang có một cái chúng ta xem két cho nó dễ. Đây thì chúng ta có một cái bán hầm ở dưới. Nhìn mặt cắt đi. Đây chúng ta có một cái bán hầm này. Một nửa tầng một trồi lên. Sau đó là các tầng phía trên. Ok, đây là phần xuống. Các bạn nhìn mặt đứng các bạn sẽ thấy đây là phần xuống. Đây là phần bậc thang lên sảnh. Các phần ban công, cửa sổ. Ok. Tất nhiên khi các bạn làm cái công việc dựng mặt đứng này thì các bạn phải hiểu về kiến trúc. Là anh em xây dựng thì mình nghĩ rằng các bạn đã từng tiếp xúc với tất cả các cái bản vẽ thể loại này. Thì các bạn có thể xem và đọc được các bản vẽ rồi. Thì việc các bạn hiểu được bản vẽ nó sẽ dễ dàng thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào dựng sơ bộ cái phần mặt đứng này. Mình sẽ tiến hành làm. Đây, mình sẽ vẽ cái phần này trước. Đục phần cửa. Đối với SketchUp thì các bạn cứ vẽ tạo thành hình khối, sau đó chúng ta sẽ chỉnh sửa dần. Rất là dễ dàng cho cái việc đấy. Thật ra đối với bản vẽ này thì mình đã nhớ cho nên là mình sẽ làm nhanh hơn các bạn. Ok. Ở đây. Chúng ta tạo thành một cái mặt như này. Đó. Mình sẽ làm thêm các cái phần. Đây là phần bo. Phần này cao hơn. Chúng ta dùng line để tạo thành một cái phần mặt này. Đó. Tạo thành cái đường viền này. Khi các bạn sử dụng cái layer này làm một cái để làm nền vẽ, ở đây mình đã sai, mình chưa chuyển layer, đây mình chuyển layer mặt đứng này. Đấy thì khi các bạn tắt cái phần layer của mặt bằng đi. Đây mình chọn chuyển này nó là đang hiện hành.
Đó thì các bạn sẽ có được cái phần layer riêng mặt đứng của các bạn. Chúng ta quản lý hệt như két thôi. Rồi mình group thằng này lại. Vẽ tiếp cái phần này. Là được được một phần như thế này. Mình cứ vẽ xong một chi tiết thì mình group lại để dễ quản lý hơn. Sau này khi các bạn muốn ghép chúng vào nhau thì các bạn sẽ chỉnh sửa sau. Đây là phần tường. Đó, cái phần khối này mình có cố ý đẩy cái phần này ra. Tiếp theo chúng ta dựng cái phần ban công. Dựng phần ban công. Từ đây đến đây. Phần ban công theo như cái phần này thì chúng nó chìa ra một chút. Mình sẽ không đưa chính xác bởi vì hiện tại thì mình chỉ đưa ra cách kích thước, chúng ta thử thực hành dựng một cái mặt đứng thôi. Còn về chính xác thì sau này các bạn dựa trên cái mặt bằng chính của các bạn để các bạn làm. Mình đưa áng như này. Là sửa lên xuống 600 có nghĩa là ban công nảy ra. Ban công nảy ra 1,2 m. Hạ xuống cốt 50. Để vào trong như này. Đó, mình đại khái mình được một cái ban công như này. Nhưng mới tính từ tường này, đây nó giật vào. Ok, chúng ta copy phần này lên. Mình sẽ chuyển cái này thành component. Để tí chúng ta chỉnh sửa thì nó sẽ tự nhảy theo. Ok, phần trên này chúng ta sẽ vẽ riêng. Cũng tạo ra như này. Đây là phần tường. Phần tường này sẽ bằng phần tường này. Đó. Cũng thành hình rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái phần cửa. Cửa của thằng này. Phần tường phía cửa này. Tạo một cái mặt ở đây. Tạo thêm một cái mặt ở đây. Xóa phần này đi. Ok. Chuyển nó về vị trí này. Đó. Chúng ta đưa cái này xuống đây. Các phần trên tương tự. Chúng ta copy luôn. Đó như này. Ta được phần giật vào đây rồi. Tính ra cái phần tường này nó sẽ không như này. Chúng ta đẩy dày hơn một chút. Sát vào đây. Ok, sơ bộ mặt đứng đã thành hình. Mình sẽ vẽ cái phần lan can phía trên này. Cái này mình dùng sắt hộp.
thì mình để nó khoảng 100 x 50 các cái phần khác. Được, đó các bạn được tạo thành một cái phần như thế này. Chỗ này mình sẽ đưa ra một cái tường, chỗ này mình muốn nó giật vào. Mình sẽ đưa nó xuống đây, đó, ăn vào cái phần tường này. Giờ chúng ta vẽ tầng 1. Đây, cột đưa vào, cột này cũng vậy, đại khái vậy. Phần này đưa vào một chút nữa, giả sử như mình đưa vào 300 nữa, hơi bé, 300 tiếp. Đó, vậy là mình đã được một mặt đứng sơ bộ như thế này. Mình group nó lại đã. Bây giờ chúng ta sẽ tạo các phần phía sau. Dùng cái Vortex để xoay. Đó, sửa như này. Thì mình di chuyển nó về gốc tọa độ. Đó, phần tường phía sau này thì rất dễ thôi. Bây giờ giả sử như từ cái cốt 00 này của mình này, từ cái cốt 00 này, bây giờ giả sử mình vẽ đây, đây chính là cái cốt sàn phía trên. Mình làm một cái là dày 100 này, bình thường sẽ là 120 cả. Đó, 120 cả phần hoàn thiện. Vẽ tạm vào đây đã. Đó, mình sẽ tạo được một cái sàn như thế này. Tất nhiên khi các bạn vẽ thì các bạn nhìn mặt bằng thì các bạn sẽ biết để tính được đoạn đấy là bao nhiêu. Đây mình chúng ta sẽ đưa mặt bằng vào để chúng ta hiểu được cái mặt đứng như thế nào thôi. Mình đưa vào cái này là 110, tường 110 phía ngoài chẳng hạn. Đẩy cái con này lên cho đầy. Đẩy vào đây. Cả chỗ này nữa. Ok. Coi như mình đẩy hết con này đằng sau đi. Cái này mình chỉ làm đến lên đoạn này, giả sử mình làm đến đoạn này, tí chúng ta sẽ chỉnh, chúng ta kéo lên kéo xuống thoải mái, cho nên là chúng ta chưa cần phải căn cái cốt. Đây là phần tường này, rồi mình sẽ làm phần tường nốt ở trên này. Sàn tầng trên đến đây, chúng ta căn lại bên này. Đó, sàn này cóp lên, cóp lên từng sàn một. Vì chúng ta chỉ làm mặt đứng cho nên là tạm thời chúng ta không quan tâm đến cái phần bên trong của nhà. Nếu các bạn dựng kỹ thì các bạn có thể dựng thêm phần đó. Đây, khá ổn rồi. Phần này mình sẽ đưa hẳn nó vào đây luôn, ăn vào đây. Đó, đưa lại phần này.
Ok, được phân sàn phía trên. Đằng sau tạm thời bịt lại. Ra thành. Bên này chúng ta đẩy cao lên. Đó. Các bạn có thể thấy chúng ta đã tạo được gần như là xong một cái mặt đứng ở đây. Cái này chúng ta sẽ chỉnh. Rất là dễ thôi. Đó. Sàn tầng dưới. Cóp luôn thằng này xuống. Bắt vào đây. Đây chính là sàn tầng dưới. Sàn tầng dưới của chúng ta là giờ nó tạm thời nó ăn đến đây thì chúng ta sẽ vẽ bậc thang, sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại cái phần đó. Đây. Giả sử như cái này nó ăn hết lên đây. Ở đây nó có một cái dầm. Dầm, giả sử dầm xuống 350. Đó. Như này. Thật ra như theo mặt đứng thì các bạn. Đây, dầm bắt vào đây. Đó. Còn cái phần tầng trên. Trên có một cái bờ tường. Thôi tạm thời như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ dựng nốt cái phần thang này. Này ra 250. Chiều cao bậc thang giữ nguyên, mình group thằng này lại. Mình nhớ đoạn này nó ra hai bậc. Này là 10. Sau đó mình cóp lên đây là 7 bậc, là 6x. Tính cái kia là 1. Bây giờ cái này mình đẩy vào. Mình đẩy vào cái bậc trong cùng này. Đó. Thế là tạo được những bậc thang ở đây. Nếu mà chuẩn thì các bạn sẽ phải đẩy các cái phần này xuống. Đó. Không thấy nữa. Ok, nó như thế này. Thử tắt cái layer không này đi. Đang hiện hành, vậy là chúng ta vẫn vừa mới nhầm layer phát. Chuyển rất dễ thôi. Quét toàn bộ. Chuyển này về mặt đứng. Mặc định mặt đứng, tắt layer không. Đó. Đã thành hình hài. Để này ra đây. Ok. Chỗ này. Đẩy phần này ra. Sau này chúng ta sẽ còn có một cái phần dầm ở đây. Đây, chúng ta sẽ làm phẳng ở đây. Đó. Phần tường này. Phần tường này các bạn để khi vào đây luôn. Đó. Như này. Đã có sơ bộ rồi. Phần sau chưa group. Đó. Các bạn có thể dựng thêm các cái phần râu ria ở xung quanh như cây cối rồi các cái tòa nhà. Cái tòa nhà lân cận thì các bạn làm không gian xung quanh. Ở đây chúng ta còn có một cái đường hầm đi xuống. Đây chúng ta có một đường hầm đi xuống thì mình đục luôn cả cái phần này.
Đây, giả sử như vậy. Còn cái phần này nữa. Ok, nếu mà dựng kỹ thì các bạn có thể làm thêm các cái phần đó ở phía dưới này. Vậy thì dựng thêm cái tầng hầm xuống đây. Vậy là sơ bộ chúng ta đã có một cái mặt đứng như thế này. Thật ra là ban công làm cái lan can lên đây thì rất là dễ. Chúng ta có cái phần này lên. Đâu rồi? Đó, nó có phần này lên được một cái, chúng ta đẩy chuẩn đi 900, khoảng 1m1 đi, đó, đẩy xuống 50, gần như các bạn sẽ được làm được ngay 200 chẳng hạn. À, nhân 3 đi. Đó. Vẽ thêm. Cho xuống. Giả sử như vậy. Mình để 900 đi. 200. Đó. Đã thành hình rồi. Cho thêm cái cửa sổ vào đây. Mình sẽ dựng một phần cửa sổ vào đây. P. Năm mươi. Tất nhiên mình dựng nhanh bởi vì mình nhớ được các cái chi tiết, giả sử như cửa, giả rồi mình đã nhớ được là cái cấu tạo của nó như nào, cho nên mình làm rất là nhanh. Cái này các bạn sẽ phải tự tìm hiểu. Defect. Cửa sổ đặt vào. Đẩy lùi vào. Đó, mình muốn đẩy lùi vào thêm nữa. Như này. Giả sử như đổ vật liệu. Rồi thì chúng ta sẽ đổ vật liệu sau. Cửa đây. Đưa phần này xuống. Giả sử như đây mình x cái này ra luôn, mình group lại. Rồi chúng ta sẽ đổ vật liệu. Lấy column bình thường đi. Đổ cái này màu ghi này chẳng hạn. Cái này thì các cái màu trắng này. Đổ cái này là vật liệu kính cho nó hơi màu xanh đi. Xanh này. Đó. Đó, giả sử như này. Cái này mình muốn nó là màu trắng. Cái này mình muốn nó là gạch. Brick. Đó là gạch thẻ chẳng hạn. Sau này các bạn có thể chọn được các loại gạch đẹp hơn. Đó như này. Thì cái này mình muốn nó là màu đỏ. Không muốn thành màu này. Cho các bạn pha màu thôi. Màu nâu này đi. Đó. Rất là hay ho. Phần bậc thang này. Cho nó là một cái sàn. Stone đi. Đây. Sàn này. Đó, giả sử như vậy. Đó, các bạn cứ làm như vậy đối với các cái phần này. Giả sử như cửa này thì chúng ta cũng có thể dựng luôn. Bật cái phần layer lên, vừa nãy vừa tắt mất. Đó, thử tắt phần này. Chọn này đi. Giả sử chúng ta dựng thêm cái cửa này.
Mình sẽ dựng cho các bạn xem. Rất là dễ dàng thôi. Xóa phần giữa này đi. Đẩy con này xuống. Xóa. Group lại. Làm với thêm cái phần cửa. Vẽ cái phần này. Đó. Cửa 50. Dày khoảng 50. Đẩy vào 20 chẳng hạn. Make group. Đưa sang đây. Đổ vật liệu cho thằng này. Vừa nãy chúng ta, bây giờ mình chuyển thằng này về. Bật cái mặt đứng ở lên này. Chuyển thằng này về mặt đứng này. Thật ra chúng ta tạo một cái layer cửa nữa, sau đó chúng ta đưa cái này vào thì nó rất là dễ quản lý. Rồi mình đưa ra ngoài để chúng ta dễ đổ vật liệu, hút vật liệu kính bên kia. Đó. Rất là dễ dàng. Đưa vào đây. Cóp xuống. Ok. Các bạn có thể thấy rằng khi mình dùng SketchUp để dựng một cái mặt đứng kiến trúc thì nó rất là nhanh luôn. Tắt cái phần layer không này đi. Đang là mặc định, chọn vào đây đã. Tắt đi. Đó. Các bạn có thể thấy trong vòng vài chục phút là mình đã dựng được một mặt đứng như thế này rồi. Nếu mà làm chi tiết hơn thì chúng ta sẽ mất khoảng 20 phút nữa để làm cái phần chi tiết hơn, đổ vật liệu rồi có thể các bạn học cái render thì nó chạy nhanh lắm. Hút B, hút, ấn A để hút, đổ vào đây. Ok, bài chúng ta có thể dừng ở đây được rồi. Mình dựng sơ bộ cho các bạn một cái mặt đứng như thế này để các bạn có thể xem và biết cách. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Chúng ta sẽ làm một cái chi tiết của phần nội thất để đẩy sang két và làm ghi chú rồi làm hoàn thiện. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi.